Trịnh Sảng chính thức thua kiện, mất quyền nuôi hai con vào tay Trương Hằng. Trên trang Weibo, sáng ngày hôm nay, Trương Hằng đã tuyên bố mình thắng kiện hoàn toàn trong vụ giành quyền nuôi con. Giờ đây, Trương Hằng sẽ độc lập nuôi hai đứa con nhỏ là Luca và Luna, còn Trịnh Sảng sẽ có ít thời gian nuôi dưỡng hai đứa con này. Về phía mình, Trương Hằng cho biết anh tin tưởng Trịnh Sảng sẽ cố gắng để hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của một người mẹ. Trương Hằng chia sẻ, tính đến hiện tại, tôi trải qua 500 ngày làm cha. Đây là tin tốt lành duy nhất với một người đã phải chịu đựng và trải qua nhiều điều khó khăn trong hơn một năm như tôi. Tôi hài lòng về kết quả vụ kiện và tôi cũng tin tưởng rằng cô Trịnh Sảng sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của một người mẹ tốt trong tương lai. Ngoài ra, Trương Hằng gửi lời xin lỗi đến công chúng Trung Quốc vì hành vi vi phạm pháp luật nhiều người mang thai hộ ở Mỹ. Anh cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý khi trở về nước, đồng thời chấp nhận mọi sự chỉ trích về những ồn ào làm ảnh hưởng xấu đến xã hội đã gây ra trong thời gian qua. Sina nhận xét với phán quyết dựa trên tinh thần để hai bé có được tình thương, sự nuôi dưỡng của cả cha và mẹ. Nhìn lại tổng quan vụ án, phần thắng hoàn toàn thuộc về Trương Hằng. Theo luật của nước sở tại, doanh nhân trẻ có quyền nuôi con, quyết định độc lập về thị thực, nơi sinh sống và học tập cũng như các vấn đề quan trọng liên quan đến tương lai của hai con mà không cần sự đồng ý của Trịnh Sảng. Con của Trịnh Sảng và Trương Hằng ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ tại Mỹ. Bé trai chào đời vào tháng 12 năm 2019, bé gái sinh vào tháng 1 năm 2020. Từ khi sinh ra, hai đứa trẻ sống tại Mỹ vì mẹ không thừa nhận và không ký giấy tờ để chúng được về nước. Hiện tại, Trương Hằng vẫn chưa cho biết có mang hai con về Trung Quốc hay không. Theo Sina, nếu như về nước, anh sẽ phải thi hành án kinh tế. Đối mặt với lệnh hạn chế chi tiêu vừa được Tòa án Thượng Hải ban hành vào ngày 11 tháng 5 do không trả nợ đúng kỳ hạn. Trong khi đó, Trịnh Sảng hiện là đối tượng điều tra của Tổng cục Thuế Quốc gia. Cô vướng nghi vấn gian lận thuế quan sau khi bị Trương Hằng tung chứng cứ nhận thù lao sai quy định, sử dụng hợp đồng âm dương để qua mắt giới chức. Có thể nói, sau scandal chấn động, chỉ trong một đêm, Trịnh Sảng từ ngôi sao hàng đầu của showbiz, Hoa ngữ đã rơi xuống đáy vực vì scandal thuê người mang thai hộ và bỏ rơi con cái. Vi phạm cả về pháp luật lẫn đạo đức, Trịnh Sảng đã chính thức bị phong sát. Công chúng cũng tẩy chay nữ diễn viên và cô gần như không có cơ hội trở lại làng giải trí được nữa, cuối cùng đánh mất luôn cả quyền nuôi con. Theo trang Baijia Hao, việc Trịnh Sảng gặp scandal đánh mất sự nghiệp thật ra đã được Trương Hằng tiên đoán từ 6 năm trước. Khi đó, nam diễn viên cùng ngắm mưa sao băng đã đăng một bài viết trên Weibo có nội dung đầy ẩn ý, được cho là đang nói về Trịnh Sảng. Những điều tốt và điều xấu mà bạn làm hôm nay, một ngày nào đó trong tương lai, phúc hay họa đều sẽ tìm đến bạn. Đừng vội.